Quốc Bảo và Nam Minh xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin của Đài Truyền hình Việt Today. Hôm nay thứ hai, 4 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin điểm qua một số những tin chính sau đây. Hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới được xem là béo phì. Israel thực hiện cuộc bố ráp Ramallah lớn nhất trong nhiều năm qua. Ngoài ra còn nhiều tin tức cập nhật khác mời quý vị theo dõi trong bản tin đêm nay. Quý vị cũng có thể xem chương trình phát hình của Đài Truyền hình Việt Today trên khắp thế giới bằng cách download app Việt Channels trên các thiết bị Android hoặc iOS mà quý vị đang có. Nếu có thắc mắc xin gọi 1877 tổng đài, tức 1877-866-4324 hoặc vào website vietchannels.com. Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin quốc tế đêm nay là bản tin liên quan tới việc hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới được xem là béo phì. Hôm nay thứ hai, 4 tháng 3 năm 2024 là ngày béo phì thế giới, tạm dịch từ chữ World Obesity Day. Theo ước tính cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO và một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, có hơn 1 tỷ người trên toàn cầu hiện nay được xem là béo phì, một tình trạng liên quan đến nguy cơ của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Béo phì phổ biến đến mức nó trở thành phổ biến hơn thừa cân ở phần lớn các quốc gia, kể cả nhiều nước thu nhập thấp và trung bình, vốn trước đó vất vả đối phó với sự suy dinh dưỡng. Ông Majid Azadi là tác giả của báo cáo đăng tải trên tạp chí The Lancet, cũng là giáo sư tại trường Imperial College London, nói rằng ngày càng nhiều người béo phì. Kết luận này dựa trên dữ liệu từ hơn 220 triệu người ở hơn 190 quốc gia. Khi tỷ lệ béo phì ổn định ở nhiều nước giàu có hơn, tình trạng này tăng nhanh ở những nơi khác. Mặc dù thừa cân trở thành ít phổ biến hơn trên toàn cầu, ở nhiều quốc gia nó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, khiến ngày càng nhiều nước đối diện gánh nặng kép về loạn dưỡng. Ông Francesco Branca, lãnh đạo bộ phận dinh dưỡng tại WHO cho biết, trước đây chúng ta thường nghĩ béo phì là vấn đề của người giàu. Béo phì hiện nay là vấn đề của thế giới. Báo cáo nói rằng tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tăng hơn gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2022 và tăng hơn 4 lần ở trẻ em và thiếu niên từ 5 đến 19 tuổi. Trong cùng khoảng thời gian, tỷ lệ bé gái, bé trai và người trưởng thành được xem là nhẹ cân giảm tương ứng 1/5 và 1/3 gọi một nửa. Ông ACT gọi sự gia tăng tỷ lệ béo phì ở trẻ em là rất đáng lo ngại, phản ánh quỹ đạo xảy ra với người trưởng thành kể từ trước năm 1990. Trong khi đó thì hàng trăm triệu người vẫn không có đủ lương thực để ăn. Israel thực hiện cuộc bố ráp Ramallah lớn nhất trong nhiều năm qua. Các nguồn tin Palestine hôm nay cho biết, lực lượng Israel tràn vào thủ phủ hành chính Ramallah ở Tây Ngạn đêm qua, giết chết một thiếu niên 16 tuổi tại một trại tị nạn trong cuộc bố ráp lớn nhất ở thành phố trong nhiều năm qua. Theo các nhân chứng ở Ramallah, lực lượng Israel lái hàng chục xe quân sự vào thành phố, nơi đặt trụ sở của chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas. Bộ Y tế Palestine cho biết, lực lượng Israel đã bắn chết thiếu niên Mustafa Abu Shabak trong khi bố ráp trại tị nạn Amari. Hãng thông tấn Wafa loan tin cuộc đối đầu bùng phát khi lực lượng Israel ập vào trại tị nạn, bắn đạn thật vào thanh thiếu niên Palestine, làm Abu Shabak bị thương ở cổ và ngực. Bạo lực tăng vọt trên khắp Tây Ngạn cùng lúc với chiến sự ở Gaza, với ít nhất 400 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc xung đột với quân nhân và người định cư Israel. Israel thường xuyên khám xét các khu vực của người Palestine trên khắp vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ vào năm 1967. Lực lượng Israel cũng phá hủy một con đường chính ở thành phố Turkham ở Tây Ngạn trong cuộc bố ráp ở đó. Theo Wafa, lực lượng Israel ập vào thành phố Nablus cho nổ tung căn nhà của một người, trước đó bị Israel cáo buộc là thực hiện một cuộc tấn công, làm một người mẹ và hai con gái của cô thiệt mạng hồi tháng 4 ở Tây Ngạn. Người đàn ông đó, Moaz al-Masri, bị lực lượng Israel giết chết ở Nablus tháng 5 năm ngoái. Lực lượng Israel đã bắt giữ ít nhất 55 người Palestine trong cuộc bố ráp trên khắp Tây Ngạn đêm qua. Úc cảnh báo Đông Nam Á đang đối diện mối đe dọa phòng thủ nghiêm trọng. Trong hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo khu vực ở Melbourne, nước Úc ngày hôm nay nói rằng các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đông Nam Á đang đối diện mối đe dọa phòng thủ nghiêm trọng khi Úc tăng thêm ngân sách cho các dự án an ninh biển với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN.
Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong công bố ngân sách 286 triệu 500 ngàn đô la Úc cho các dự án với ASEAN trong các lĩnh vực như là an ninh biển, giữa căng thẳng vì sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Cộng và tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị không nêu đích danh Trung Cộng, bà Wong nói rằng: "Chúng tôi đối diện với các hành động gây bất ổn, khiêu khích và cưỡng ép như hành vi không an toàn trên biển và trên không. Những gì xảy ra ở Biển Đông, eo biển Đài Loan, tiểu vùng Mekong hay Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đều ảnh hưởng đến chúng ta." Melbourne đón tiếp các lãnh đạo và viên chức từ ASEAN đến dự hội nghị từ ngày hôm nay đến thứ Tư. Biên điện không có mặt vì cuộc xung đột đang diễn ra ở đất nước. Nước Úc dùng quan hệ kỷ niệm 50 năm quan hệ với ASEAN để củng cố liên hệ với khu vực, khi nước Úc đối phó với ảnh hưởng ngoại giao và quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh. Phát biểu bên cạnh bà Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Badillo nói rằng: "Biển Đông mang tầm quan trọng chiến lược và có tương lai đầy hứa hẹn, miễn là các nước trong khu vực quyết tâm hợp tác thay vì đối đầu." Philippines sẽ phản đối Trung Cộng nếu quyền lợi biển của Philippines bị phớt lờ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay cho biết Philippines sẽ hợp tác với Trung Cộng mặc dù căng thẳng tăng cao, nhưng sẽ phản đối khi quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines ở Biển Đông bị phớt lờ. Liên hệ giữa Philippines và Trung Cộng căng thẳng kể từ khi ông Marcos lên nắm quyền vào năm 2022, liên tiếp đấu khẩu vì những hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông, tại thời điểm khi Manila củng cố liên hệ phòng thủ với đồng minh quân sự Hoa Kỳ. Phát biểu tại một diễn đàn của Viện Lowy trong chuyến công du ở Úc, ông Marcos nhấn mạnh dư luận tập trung quá nhiều vào sự kình địch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, không chú ý đến quyền lợi biển hợp pháp của các nước khác trong khu vực. Ông nói rằng tình trạng đó khiến chúng ta không chỉ ra những hành động hung hăng, đơn phương, trái phép và trái luật. Đó là cuộc tấn công pháp trị và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Marcos cáo buộc Trung Cộng thực hiện hành động hung hăng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, như dùng chiến thuật vòi rồng và va chạm để xua đuổi tàu Philippines ở các khu vực Bắc Kinh xem là lãnh thổ của họ. Dưới thời ông Marcos, Philippines tăng gần gấp đôi số căn cứ quân sự mà lực lượng Hoa Kỳ có thể tiếp cận, trong đó có 3 căn cứ mới gần Đài Loan bị Trung Cộng xem là khiêu khích. Các cuộc tập trận quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines diễn ra thường xuyên trong nhiều thập niên qua, nhưng gần đây mở rộng để bao gồm tuần tra chung trên không và trên biển ở Biển Đông và gần Đài Loan. Trung Cộng gọi những hành động này là khiêu khích và gây ra rắc rối. Nam Hàn và Hoa Kỳ khai mạc cuộc diễn tập hàng năm vì đe dọa từ Bắc Hàn. Quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ khai mạc cuộc diễn tập mùa xuân ngày hôm nay với gấp đôi số quân nhân tham gia so với năm ngoái, khi hai bên tìm cách đối phó hiệu quả hơn trước đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Cuộc diễn tập bảo vệ tự do từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 3 diễn ra khi Bắc Hàn tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân với cuộc thử hỏa tiễn và vũ khí khác. Đây cũng là cuộc diễn tập đầu tiên kể từ khi Bình Nhưỡng hủy bỏ một thỏa thuận quân sự liên triều hồi tháng 11. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết không quân hai nước cũng bắt đầu cuộc diễn tập cấp tiểu đoàn hàng năm Smart Sea trong 5 ngày. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Nam Hàn, cuộc diễn tập bảo vệ tự do có số quân nhân tham dự gấp đôi từ cả hai bên so với năm ngoái, tham gia 48 vòng huấn luyện thực địa phối hợp như tấn công trên không và không kích. Phó ngôn viên Lee Song-chong của Hội đồng nói rằng cuộc diễn tập chủ yếu là để vô hiệu hóa đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn, như xác định và bắn hạ hỏa tiễn hành trình, được Bình Nhưỡng nói rằng có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tình huống tấn công hạt nhân sẽ được đưa vào cuộc diễn tập mùa hè. Hãng thông tấn John Hope cho biết vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ như là hàng không mẫu hạm và oanh tạc cơ có thể tham gia. Lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn nói rằng những vũ khí như thế này có lẽ sẽ được triển khai theo những thông lệ trước đây, nhưng không cho biết thêm chi tiết vì lý do an ninh. Bình Nhưỡng phản ứng tức giận với các cuộc diễn tập, gọi chúng là tập dượt cho chiến tranh hạt nhân. Seoul và Washington khẳng định cuộc diễn tập mang mục đích phòng thủ và đối phó đe dọa của Bắc Hàn. Tối cao Pháp viện Thái Lan tha bổng tội cẩu thả cho cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra. Tòa cao pháp viện Thái Lan hôm nay tha bổng tội cẩu thả cho cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra trong một vụ từ lúc bà còn nắm quyền vào năm 2013. Bà Yingluck, thành viên của gia đình Shinawatra có ảnh hưởng lớn, sống ở ngoại quốc 6 năm qua để tránh bị giam giữ vì bản kết tội cẩu thả trước đó, sau khi chính quyền của bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014. Quyết định của tối cao pháp viện là kết quả thuận lợi mới nhất đối với gia đình Shinawatra khi đảng Peel Thái hiện đang có mặt trong chính phủ. Tỷ phú và là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra gần đây được thả ra sau khi được ân xá, bản án đã được giảm. Bà Yingluck là em của cựu thủ tướng Thaksin. Bản án 8 năm tù của ông đã được giảm xuống còn 1 năm và thụ án trong bệnh viện.
Sự việc của bà Dương Lắc bắt nguồn từ khiếu nại vào năm 2022 từ Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đối với bà Dương Lắc và 4 người khác, cáo buộc họ gây thiệt hại cho đất nước vì không tuân thủ quy trình đấu thầu khi trao một hợp đồng của chính phủ trị giá 250 triệu bạc, tức khoảng 6 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Theo luật sư Nepatron Lawthorn, tòa án hủy bỏ vụ của bà Dương Lắc và những người khác vì họ thực hiện nhiệm vụ của họ theo đúng luật pháp và không nhận lợi ích nào. Bà Dương Lắc trước đó bị kết tội cẩu thả và bị kết án 5 năm tù về kế hoạch cam kết giá gạo, làm nhà nước thiệt hại hàng tỷ đô la. Ông Thaksin trở về Thái Lan hồi tháng 8 sau 15 năm ở ngoại quốc để tránh án tù vì tội lạm quyền và tham nhũng. Người hâm mộ tạm biệt gấu panda tại sở thú Nam Hàn trước khi nó trở về Hoa Lục. Phúc Bảo, tức là Phu Paul, con gấu panda đầu tiên chào đời ở Nam Hàn, tạm biệt Nam Hàn hôm Chủ nhật trước khi nó trở về Hoa Lục, khi hàng ngàn người hâm mộ bất chấp lạnh giá xếp hàng dài bên ngoài sở thú. Cô Jo Hang Wong cho biết cô chờ đợi hơn 4 giờ đồng hồ để gặp Phúc Bảo kể từ lúc công viên giải trí Everland gần thủ đô Seoul lúc khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Phúc Bảo rất là yêu thích Nam Hàn kể từ khi nó chào đời hồi tháng 7 năm 2020 tại công viên Everland và sẽ trở về tỉnh Tứ Xuyên ở Hoa Lục trong tháng tới sau một tháng cách ly. Nhân viên sở thú Kan Cho Wong cho biết Phúc Bảo cũng giúp ông học hỏi về nhân giống và chăm sóc gấu panda con. Cha mẹ của Phúc Bảo là gấu mẹ Ai Bảo, tức là Ai Pao, 10 tuổi và gấu cha Nhạc Bảo, tức là Pao, 11 tuổi đến Nam Hàn vào năm 2016 từ tỉnh Tứ Xuyên của Hoa Lục, một phần trong chính sách ngoại giao panda của Trung Cộng. Vào tháng 7, Ái Bảo sinh cặp gấu panda song sinh đầu tiên ở Nam Hàn, Duệ Bảo Rubao và Huy Bảo tức Huy Bảo. Gấu panda là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Gấu panda con chào đời là sự kiện đáng chú ý ở nhiều nước. Gấu chỉ thụ thai một lần trong năm trong khoảng thời gian giới hạn. Gấu con có tỷ lệ sống rất thấp vì chúng thường sinh non và thường chỉ nặng chưa đến 200 gram. 1/5 các loài cá sông Mekong đối diện tuyệt chủng. Báo cáo của Tổ chức Bảo tồn hôm nay cho biết, phát triển không bền vững đe dọa sức khỏe và sự đa dạng quần thể cá của sông Mekong, với 1/5 các loài cá ở dòng sông chính của Đông Nam Á đối diện tuyệt chủng. Sông Mekong trải dài gần 5.000 km từ cao nguyên Tây Tạng đến Biển Đông, là sinh kế nuôi và đánh bắt cá của hàng chục triệu người dân ở Trung Cộng, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Cambodia và Việt Nam. Theo báo cáo được tổng hợp bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, WWF và 25 tổ chức bảo tồn biển và động vật hoang dã trên toàn cầu, những mối đe dọa các loài cá bao gồm mất môi trường sống, sự chuyển đổi đất ngập nước sang đất nông nghiệp và ngư nghiệp, khai thác cát quá mức, du nhập các loài xâm hại, khí hậu biến đổi ngày một nghiêm trọng và việc xây dựng các đập thủy điện làm chia cắt dòng chảy của sông và các phụ lưu. Nhà sinh học Jeff Hogan, lãnh đạo tổ chức Wonders of the Mekong, một trong những nhóm đứng sau báo cáo, cho biết mối đe dọa lớn nhất hiện nay và cũng là mối đe dọa đang có xu hướng gia tăng là phát triển thủy điện. Đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy của Mekong, vốn là con sông có độ đa dạng sinh học cao thứ 3 trên thế giới, đồng thời làm biến đổi chất lượng nước và ngăn sự di cư của các quần thể cá. Năm 2022, Reuters từng loan tin về việc các đập thủy điện do Trung Cộng xây dựng ở thượng nguồn đã chặn lại phần lớn lượng trầm tích cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động nông ngư nghiệp ở đồng bằng sông Mekong. Theo báo cáo mang tên Những loài cá bị lãng quên trên dòng Mekong, khoảng 19% trong số ít nhất là 1.148 loài cá sinh sống ở sông Mekong có nguy cơ tuyệt chủng. Con số này có thể cao hơn vì còn đến 38% số loài sinh sống ở dòng sông vẫn chưa có thông tin đầy đủ để đánh giá tình trạng bảo tồn. Trung Cộng nhân bản cặp dê Tây Tạng sử dụng cùng kỹ thuật nhân bản cừu Dolly năm 1997. Trung Cộng công bố nhân bản thành công những con dê Tây Tạng đầu tiên sử dụng cùng kỹ thuật tạo ra cừu Dolly, con vật được nhân bản đầu tiên trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết dê nhân bản được tạo ra bằng cách nhân bản tế bào soma, tức chuyển nhân tế bào trưởng thành vào tế bào trứng mới. Sau đó, trứng được cấy vào dê mẹ mang thai, sinh ra một con dê con không mang DNA của dê mẹ, nhưng 100% DNA của con dê được lấy tế bào. Đài CCTV cho biết, con dê đầu tiên nặng 3.35 kg và khỏe mạnh, nhưng không đề cập đến con dê thứ nhì. Chúng được nhân bản từ những con dê đực được tuyển chọn. Theo các nhà khoa học Trung Cộng, họ làm công việc này để khôi phục và giữ gìn vật liệu gen từ những cá thể xuất sắc trong mùa hè, một quy trình khó khăn đối với những nhà nhân giống và chăn nuôi.
Nhà nghiên cứu Su John Min thuộc Đại học Nam Lâm Tây Bắc cho biết, qua việc nhân bản, thông tin gen có thể được sao chép hoàn toàn. Tận dụng những con dê xuất sắc cũng như tận dụng và mở rộng nguồn gen của chúng, nhóm nghiên cứu mang đến sức mạnh khoa học và công nghệ để tăng thu nhập cho nông dân địa phương và phát triển ngành nhân giống ở địa phương. Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu nhân bản dê, loài cho lượng lông có giá trị. Về lâu về dài, họ muốn nhân bản dê đực để làm con giống. Truyền thông Trung Cộng không cho biết nhiều chi tiết về đột phá khoa học này, nhưng họ tiết lộ con dê được nhân bản bằng tế bào Soma ở tỉnh Thanh Hải. Đây cũng là công nghệ được dùng để nhân bản cừu Dolly. Đại học hàng đầu Philippines mở khóa học về ca sĩ Taylor Swift. Trong một phòng học tại một trường đại học hàng đầu ở Philippines, một nhóm sinh viên xem và phân tích một số tài liệu khác lạ. Đó là những bản tin về ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội. Lần đầu tiên, Đại học Philippines đã mở một khóa học để nghiên cứu sự nổi tiếng của ca sĩ 14 lần thắng giải Grammy và tác động của cô đến xã hội. Khi cô đến Á Châu trong tuần qua, hơn 300 sinh viên đã ghi danh khóa học đặc biệt, hết sạch chỗ trong vòng vài phút, buộc ban giám hiệu phải mở thêm một lớp. Khóa học do giáo sư Cherise Brilon phụ trách, mang tên Nghiên cứu sự nổi tiếng, trọng tâm về Taylor Swift và hướng dẫn sinh viên thông qua các bài phân tích mối quan hệ của ngôi sao 34 tuổi với việc nghiên cứu sự nổi tiếng, bàn luận giới tính và kinh tế chính trị. Giáo sư Brilon cho biết, mặc dù một số trường đại học ở Hoa Kỳ có các khóa học về Taylor Swift thông qua sáng tác nhạc và văn học về thể loại nhạc của cô, khóa học của bà sẽ đi sâu vào cách các phương tiện truyền thông miêu tả ca sĩ với tư cách là một người nổi tiếng và địa vị của cô ấy như một biểu tượng xuyên quốc gia. Cô Shin Kanazan, một người tham dự khóa học nói rằng, cô muốn đi sâu hơn vào các vấn đề xã hội mà chúng ta đối diện liên quan đến Taylor Swift. Cô nghĩ Taylor Swift có thể trao thêm sức mạnh cho cô. Taylor Swift là ca sĩ được yêu thích nhất ở Philippines và toàn cầu trong năm 2023. Taylor Swift sẽ biểu diễn 6 chương trình Eras Tour ở Singapore, điểm dừng duy nhất của cô ở Đông Nam Á, từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 3. Tài sản ròng của cô đã đạt hơn 1 tỷ đô la hồi tháng 10 năm 2023, đưa cô trở thành một trong những phụ nữ nổi tiếng giàu nhất thế giới. Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi, đặc biệt nhân kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Vietjet Media. Đài truyền hình Vietjet sẽ có một chương trình rất đặc biệt cho chủ nhân các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Vietjet mang tên là Double Your Times. Xin gọi cho các siêu nhân viên của đài hoặc liên lạc tổng đài ở số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Vietjet Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 1-888-504-0888. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau. Mỗi người chỉ được bán cho thuê tối đa 5 căn nhà mỗi năm. Bán đảo Thanh Đa sẽ trở thành công viên. Để kỷ niệm 14 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Vietjet Media, đài truyền hình Vietjet với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương vụ của mình trên đài truyền hình Vietjet đến với đồng hương Việt Nam toàn vùng Bắc Cali. Xin liên lạc với các nhân viên sale của đài truyền hình Vietjet để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511 hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408-295-1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1-877-866-4324 để được hướng dẫn hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà.